Chào đón quý khán giả đã quay trở lại với video ngày hôm nay của Sống An Lạc. Quý vị thân mến, trong bảng xếp hạng mới đây của một tổ chức sức khỏe uy tín tại Hoa Kỳ, cá được coi là loại thực phẩm trắng tốt nhất trong tất cả các loại thịt và được mệnh danh là nhân sâm trắng của biển khơi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải bất kỳ loại cá nào cũng đều tốt cho sức khỏe. Và điều này khiến cho nhiều bà nội trợ băn khoăn không biết lựa chọn loại cá nào cho bữa cơm gia đình mình, vừa ngon miệng lại vừa bổ dưỡng. Vậy quý vị có cùng chung thắc mắc này hay không? Nếu có, hãy theo dõi video ngày hôm nay của Sống An Lạc nhé! Ngay sau đây, chúng tôi sẽ tiết lộ đến bạn 8 loại cá quen thuộc, không hề đắt đỏ nhưng cực bổ cho tim và não, giúp cải thiện sức khỏe không kém gì ăn nhân sâm đâu quý vị ạ. Hãy cùng theo dõi video để tìm hiểu cụ thể nhé! Các bạn thân mến, sau đây là 8 loại cá cực tốt cho sức khỏe, càng ăn càng bổ. Thứ nhất là cá trạch. Người xưa gọi cá trạch là nhân sâm dưới nước bởi giá trị dinh dưỡng phong phú trong nó và còn có tác dụng chữa bệnh. Thịt cá trạch có lượng mỡ khá thấp nhưng lượng đạm lại rất phong phú, cao hơn nhiều so với các loại thịt và cá khác. Trong cá trạch có đạm, đường, chất béo, các vitamin và 17 axit amin dễ hấp thụ. Theo đông y, cá trạch có vị ngọt, tính bình, không độc, bổ khí huyết, cường dương, chống lão suy, trị da mồ hôi trộm, tiêu khát, trĩ, tiểu tiện không thông, giải say rượu, chữa viêm gan mật, vàng da, tụy, bệnh ngoài da, mẩn ngứa, là thức ăn quý của người cao tuổi. Thứ hai là cá diếc. Cá diếc còn được gọi là tức ngư, là loại cá nước ngọt có thịt dày, vị ngọt, không độc, nhiều dinh dưỡng nên rất tốt cho sức khỏe. Thịt cá diếc chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, lipid, các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, v.v. Với nguồn dinh dưỡng đa dạng, cá diếc được dùng cho những người bệnh lâu ngày, cơ thể gầy còm, suy nhược, khí huyết bất túc, khiến ăn uống kém, ợ chua hoặc tỳ hư phù nề, tiểu tiện khó, v.v. Đặc biệt, phụ nữ khi mang thai 3 tháng đầu, nếu bị ốm nghén gây mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn ọe, có thể ăn món cháo cá diếc rất thích hợp. Thứ ba là cá chép. Cá chép là loại cá nước ngọt phổ biến ở nước ta, chúng sống ở khắp các ao, hồ, sông, suối. Theo đông y, cá chép là dương tính trong âm tính. Có tác dụng lợi tiểu tiện nên có thể chữa được bệnh khi kết lạnh, bình phổi thông sữa, làm sạch đường tiêu hóa, bài tiết và trừ khử được tà độc xương tấy. Đặc biệt, cá chép còn được ví như là thuốc tiên, chữa bệnh phụ nữ như giúp an thai, tăng lượng sữa, chữa ứ huyết sau sinh, chữa động thai. Bởi vậy, phụ nữ sau sinh ăn cá chép rất bổ. Thứ tư là cá chấm cỏ. Cá chấm cỏ rất giàu vitamin B1, B2, axit béo không bão hòa, cũng như các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, kẽm, selen, v.v. là món ăn dưỡng sinh giúp ôn trung bổ hư, có tác dụng làm ấm dạ dày, bình gan. Món ăn này có thể dùng cho người bị mỡ máu cao, trẻ em phát triển không tốt, người bị sưng phù, phổi kết hạch, ít sữa sau sinh, v.v. Cá chấm hấp còn mang lại công dụng sáng mắt, thích hợp cho người già, dùng để bồi bổ sức khỏe. Thứ năm là cá trích. Cá trích có da hơi xanh, thân dài, mảnh, thường sống ở tầng nước mặt. Ở Việt Nam, cá trích có 10 loài, trong đó quan trọng nhất là cá trích giòn và cá trích xương. Cá trích là loại cá giàu dinh dưỡng, nhất là giàu omega 3, vitamin D, selen, những dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe. Omega 3 tốt cho sự phát triển trí não và thị lực, chống oxy hóa, tốt cho hệ miễn dịch, v.v. Vitamin D là thành phần cần thiết để xây dựng và duy trì xương chắc khỏe, do canxi là thành phần chính của xương và chỉ có thể được cơ thể hấp thụ khi có vitamin D. Thứ sáu là cá thu. Cá thu là một trong các loại cá biển có thịt thơm, ngon, giàu đạm và chất béo. Trong dân gian còn lưu truyền câu chim, thu, nhụ, đé để nói đến bốn thứ cá biển ngon nổi tiếng. Cá thu cũng có chứa omega 3 có tác dụng rất lớn trong việc ngăn chặn sự hình thành chất có liên quan đến những cơn đau khi hành kinh hay chứng tổn thương ngực và thậm chí cả ung thư vú ở phụ nữ. Trong cá thu có chứa chất béo chưa bão hòa là chất rất có lợi cho hoạt động màng tế bào của con người, giúp làm giảm nồng độ mỡ xấu trong máu và có khả năng giữ lại mỡ máu tốt. Do đó, cá thu là món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe của những người có bệnh về tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não. Thứ bảy là cá mòi. Cá mòi là một loại cá có giá trị lớn cho sức khỏe. Cá mòi được biết đến là một trong những nguồn tự nhiên chứa nhiều axit béo omega 3, được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm nguy cơ đông máu và hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim. Ngoài ra, cá mòi còn là một nguồn vitamin B12 tuyệt vời, giúp cải thiện hệ thống tim mạch và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bên cạnh đó, cá mòi cũng giàu canxi, khoáng chất và protein để xây dựng xương và cơ bắp khỏe mạnh. Protein cũng giúp tạo ra các kháng thể giữ cho hệ thống miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh hơn.
Thứ 8 là cá chẽm. Cá chẽm còn gọi là cá vược, sống ở sông và biển, được xếp hạng loại hải sản cao cấp vì chất lượng thịt thơm ngon bổ dưỡng. Trong sách của Tuệ Tĩnh, được biết đến như là ông tổ của ngành dược Việt Nam. Cá chẽm vị ngọt, tính mát, tác dụng lợi tiểu, an thai, hòa ngũ tạng, mạnh gan xương, trừ chứng lao ngược. Thịt cá chẽm rất giàu đạm, chất béo, axit béo omega 3, canxi, sắt, v.v. Cá chẽm là món ăn rất thích hợp trị chứng hư nhược, phụ nữ có thai và cho con bú, phù thủng, cân xương yếu, sinh lý yếu, đái tháo đường, chứng liên quan đến khí huyết hư dùng đều tốt. Vừa rồi là 8 loại cá quen thuộc nhưng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao. Vậy gia đình quý vị có thường xuyên sử dụng những loại cá này hay không? Nếu chưa, hãy đưa ngay vào bữa ăn hàng ngày của gia đình mình để nâng cao sức khỏe nhé. Quý vị thân mến, bất kỳ loại thực phẩm nào cũng có hai mặt tốt và xấu, và cá cũng không ngoại lệ. Bên cạnh 8 loại cá cực bổ dưỡng vừa rồi thì các chuyên gia cũng cảnh báo chúng ta về 5 loại cá càng ăn càng độc, đe dọa sức khỏe và tính mạng nghiêm trọng. Hãy tiếp tục theo dõi video để biết đó là những loại cá nào bạn nhé. Thứ nhất là cá sống. Mới đây, báo chí Trung Quốc đưa tin về trường hợp của ông Linh, địa chỉ tại Đông Hưng, Quảng Tây, bị phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân này đã bị nhiễm sán lá gan. Hóa ra ông Linh 20 năm nay đã có sở thích ăn cá sống. Sán lá gan có thể sống trong cơ thể người tới 20-30 năm. Khi hoạt động ở vùng gan mật, nó sẽ gây ra viêm ống mật, tăng sán mô, teo tế bào gan và cuối cùng gây ung thư. Tuy nhiên, khoảng 1/3 bệnh nhân nhiễm sán lá gan đều bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng. Những người thích ăn cá sống quanh năm nên tiến hành xét nghiệm máu định kỳ để kịp thời phát hiện kháng thể của sán lá gan bạn nhé. Thứ hai là cá muối mặn. WHO đã liệt kê cá muối kiểu Trung Quốc là món ăn gây ung thư hàng đầu, đặc biệt là ung thư vòm họng. Một số chuyên gia còn chứng minh rằng chỉ cần ăn 1 kg cá muối mặn kiểu Trung Quốc ngang với việc hút 250 điếu thuốc. Lý do là bởi những thực phẩm được bảo quản bằng muối thường rất giàu nitrit, chỉ cần tiêu thụ 0,3 đến 0,5 gram nitrit cũng đủ gây ngộ độc và hơn 3 gram có thể gây tử vong. Nitrit cũng có thể phản ứng với protein amin để tạo thành một chất gây ung thư cực mạnh và là một trong 4 hóa chất gây ô nhiễm chính trong thực phẩm, có thể làm tăng nguy cơ hình thành các khối u ở hệ tiêu hóa. Thứ ba là cá chiên. Sau khi chiên hoặc bị chiên nhiều lần, mỡ cá sẽ nhanh chóng bị oxy hóa, tạo thành các chất có hại khác. Nếu ăn quá nhiều món ăn này, có thể làm bạn tăng nguy cơ suy tim hoặc ung thư thực quản. Ngoài ra, trong quá trình chiên, các protein, vitamin, khoáng chất của cá cũng sẽ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, ảnh hưởng đến sự hấp thụ của cơ thể con người. Thứ tư là cá có chứa hàm lượng thủy ngân cao. Thông thường, các loại cá to, cá biển sâu và cá sống lâu năm thường có hàm lượng thủy ngân cao hơn. Nếu chúng ta tiêu thụ một lượng nhỏ thủy ngân, cơ thể sẽ không có quá nhiều phản ứng bất lợi, nhưng thủy ngân có thể tích tụ trong cơ thể người, tiêu thụ lâu dài có nguy cơ ngộ độc thủy ngân. Ngộ độc thủy ngân không chỉ làm tổn thương niêm mạc miệng mà còn có tác động làm ăn mòn đến đường tiêu hóa, thận và mao mạch, khiến trẻ em cũng có thể gây tổn thương não. Thứ năm là cá hoang dã. Cá hoang dã có hình thù kỳ lạ được tìm thấy trong rừng sâu, có thể tiêu thụ các vi khuẩn, tảo độc hoặc một số lượng lớn ký sinh trùng. Hơn nữa, chính chúng ta cũng không biết nó có gây độc hay không, vì vậy tốt nhất không nên ăn những loại cá này. Các bạn thân mến, cá chứa nhiều protein, axit béo omega 3 có lợi cho sức khỏe, nhưng có một số bộ phận sau đây bạn tuyệt đối đừng ăn vì chứa nhiều chất độc hại. Bộ phận thứ nhất là ruột cá. Ruột cá là bộ phận bẩn nhất của con cá, bởi cá sống dưới nước nên sẽ bị nhiễm các loại độc tố và vi sinh vật sống dưới nước hoặc ký sinh trùng như trứng sán, trứng giun và giun xoắn. Nếu bạn ăn ruột cá nhiễm ký sinh trùng có thể gây hại cho gan và một số cơ quan khác. Đặc biệt, cá là loài ăn tạp nhất, những thức ăn này đi qua miệng đều nằm lại trong ruột cá. Nếu bạn thích ăn ruột cá, bạn chọn những loại ruột cá ăn được và chế biến cẩn thận. Trước khi nấu phải rửa thật sạch bằng muối, nấu chín, tránh nguy cơ mắc bệnh ký sinh trùng. Bộ phận thứ hai là mật cá. Trong con cá thì mật cá cung cấp men, enzyme, song cũng chứa rất nhiều độc tố như tetrodotoxin, tác hại lên hệ thần kinh, gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi. Mật cá là bộ phận độc hại chờ ăn bởi bạn có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp. Đặc biệt, mật cá chấm có thể gây tử vong. Bộ phận thứ ba là phần đen trong bụng cá. Lớp màng đen trong bụng cá thực sự là lớp bên trong phúc mạc của cá, có vai trò bảo vệ các cơ quan nội tạng và bôi trơn. Đây là nơi lắng đọng của các tế bào sắc tố trong cá nên mới có màu đen và có thể ăn được. Ngoài ra, đối với những đối tượng được chỉ ra sau đây, không nên ăn cá quá nhiều, kẻo gây hại cho sức khỏe. Đầu tiên là người mắc bệnh rối loạn chức năng máu.
Sở dĩ người mắc bệnh này không nên ăn cá là bởi trong cá chứa chất ức chế quá trình kết tập của tiểu cầu, từ đó làm tăng hiện tượng chảy máu ở người bệnh. Bởi vậy nên những người mắc các bệnh rối loạn chức năng máu và hay bị sốt huyết như thường xuyên bị chảy máu mũi, suy giảm tiểu cầu sốt huyết trong do thiếu vitamin K không nên ăn cá. Tiếp theo là người mắc bệnh thận. Vì cá chứa hàm lượng protein phong phú nên hấp thụ quá nhiều sẽ tăng thêm gánh nặng cho thận. Vì lẽ đó mà người có chức năng thận tổn hại nghiêm trọng không nên ăn cá tùy thích. Tốt nhất hãy ăn cá theo định lượng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Thứ ba là người mắc bệnh xơ gan. Vì khi mắc bệnh xơ gan, cơ thể người bệnh khó sản xuất yếu tố đông máu, cộng thêm với lượng tiểu cầu thấp nên dễ bị xuất huyết trong, vô cùng nguy hiểm tới tính mạng. Trong khi đó, một loại axit trong cá lại có thể khiến tình trạng bệnh xấu đi và có chiều hướng trầm trọng hơn. Thứ tư là người mắc bệnh gút. Lý do người mắc bệnh gút không nên ăn cá là vì trong cá chứa purin, khi vào cơ thể nó sẽ chuyển hóa thành axit uric, mà axit uric quá cao trong huyết tương là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh gút. Người mắc bệnh này không nên ăn cá để tránh làm tình trạng bệnh nặng hơn bạn nhé. Quý vị thân mến, như vậy là với 8 loại cá quen thuộc tốt hơn cả thịt. Thứ nhất là cá trạch, rất tốt cho người cao tuổi. Thứ hai là cá diếc, tốt cho phụ nữ có thai. Thứ ba là cá chép, giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa, thải độc cơ thể. Thứ tư là cá chấm cỏ, tốt cho người mỡ máu cao. Thứ năm là cá trích, tốt cho trí não và thị lực. Thứ sáu là cá thu, tốt cho bệnh nhân tim mạch, cao huyết áp. Thứ bảy là cá mòi, tăng cường sức đề kháng. Và thứ tám là cá chẽm, tốt cho thận. Hãy bổ sung ngay những loại cá này vào bữa ăn của gia đình mình bạn nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.